Trước đây tất cả chúng tôi sản xuất ra đến 4-5 tòa tàu Mimosa, cứ 2-3 ngày là có một chuyến ra đi sang Anh Quốc, Hà Lan, khắp nơi. Bây giờ thì vẫn còn hoa Mimosa, nhưng chỉ còn có thể bán được một lần mà thôi. Lúc này đang có một cuộc khủng hoảng. Ông Richard đã thừa hưởng việc trồng cây Mimosa từ cha mình và ông đã chuyển nghề lại cho con gái Emily. Cô chịu trách nhiệm xưởng đóng gói và lò ép. Các phòng này cho phép kích thích và khống chế việc nở hoa. Hiện giờ cây Mimosa tại xã Montpellier huy động khoảng chục người dân. Hạn hán mấy năm nay khiến số lượng sẽ ít hơn, nhưng về chất lượng thì luôn tốt vì các cành sẽ có nhiều hạt hơn các năm khác. Montpellier đã nhanh chóng hiểu được tác động thị giác và du lịch của cây Mimosa trên các ngọn đồi của mình và đều ăn mừng nó mỗi năm vào tháng 2 từ năm 1931. Mùa sáng tôn vinh sự kiên trì của các nhà sản xuất khi mà vào năm 1929 đã có thảm họa với một sản lượng hầu như bằng không so bằng giá. Ngày nay, 8 triệu bó hoa đã được người dân trồng Mimosa địa phương cởi đi khắp thế giới. Quý vị vừa theo dõi xong bản tin thế giới trên kênh 7 của chúng tôi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Copenhagen đang mạnh, nên xuất xứ loại bánh bơ truyền thống Danisa hàng đầu thế giới. Danisa được làm theo công thức Đan Mạch với các nguyên liệu thuần túy thiên nhiên. Danisa, bánh bơ chính hiệu Đan Mạch. Tiger Tensley giới thiệu United 08, đêm hồi ngộ của My Chemical Romance và hai ban nhạc rock xuất sắc nhất của Tiger Tensley, Rock Your Passion. Khi bạn say xỉn rất có hại cho sức khỏe. Đã có viên giải rượu Voskio 3. Voskio 3 có tác dụng điều hòa chuyển hóa rượu, ngăn chặn tác hại do rượu gây ra cho cơ thể. Viên giải rượu Voskio 3 bảo vệ sức khỏe của bạn. Có những phút giây đi vào huyền thoại, nàng công chúa bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Tay phù thủy vẫy chiếc đũa thần, một vì sao tỏa sáng soi lối giữa bóng đêm. Cả thế giới bí ẩn được tái hiện trọn vẹn ngay sau mỗi tiếng bấm máy. Nokia N82 chu du vạn miền tái hiện cuộc sống. Nam nhi mà, nắng gió chẳng thành vấn đề. Nhưng da mặt thường sạm đen thô ráp. Kem sáng da Nivea cho nam mới với 5 tác động. Cho nam giới làn da luôn sáng khỏe. Bộ sản phẩm sáng da Nivea cho nam mới. Sunlight Gel linh hoạt mới. Không như các loại nước rửa chén khác. Khi gặp nước, nước rửa chén Sunlight sẽ biến thành dạng gel bám lại trên miếng rửa chén mà không bị trôi đi, duy trì khả năng tẩy rửa dầu mỡ lâu hơn gấp 3 lần so với nước rửa chén thông thường. Sunlight Gel linh hoạt. Bạn có biết vì sao bổ nước cốt gà Blend mỗi ngày? Nước cốt gà Brands là thức uống dinh dưỡng từ tinh chất gà, giúp bồi bổ thể chất và trí não. Có Brands, bổ luôn khỏe mạnh. Hãy uống Brands mỗi ngày, nước cốt gà Brands. Hơi thở của mình trước đây đó hả? Khó chịu lắm. Từ khi dùng kem đánh răng thảo dược Twin Lotus, mình cảm thấy thật sảng khoái.
và tự tin với hơi thở thơm mát. Kem đánh răng thảo dược Twin Lotus đen mà tốt. Twin Lotus Herbal Fresh and Cool. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Sữa mẹ Dumexgol miễn dịch cho bé yêu luôn được bảo vệ. Golia Active Plus kẹo nhân siro thảo dược tác động mát dịu. Mùa lễ hội rộn ràng Tết nồng nàn hương. Với thay và Downy, sản phẩm dành riêng cho mùa Tết này. Người đàn ông này là một nha sĩ, anh ấy dùng Oral-B. Vì cơ chế massage chéo của bàn chải Oral-B giúp lấy đi đến 90% mảng bám. Giới thiệu bàn chải sạch tinh sáng bóng mới chỉ với 3.000 đồng. Oral-B nhãn hiệu được nhiều nha sĩ khắp thế giới tin dùng. Tự tin bắt đầu với nụ cười tươi. Xin gum Happyden White hương Spearmint mới cho bạn cảm giác thật sảng khoái như vừa đánh răng xong. Happyden White tự tin với nụ cười tươi. Không còn mùi thuốc khó chịu. Để bảo vệ con bạn bằng nhang mũi vẹt tím lavender giúp diệt mũi chết với hương thơm lavender. Thật tự tin khi cả nhà luôn được bảo vệ tối đa. Vẹt diệt chết côn trùng. Tiếng cười của bé đã đến từ đêm qua. Thật tuyệt vời, Pamper Fresh and Dry với lớp siêu thấm, giúp hút thấm suốt cả đêm, giữ bé luôn khô thoáng. Ngủ càng ngon, cười càng rộn rã. Bạn có muốn lướt nhanh cạo êm hơn? Hãy dùng Gillette Vector Plus Speed để có những đường cạo nhanh và dài, không còn lo cắt phạm hay chảy xước. Vector Plus Speed của Gillette với lưỡi dao kép tự động điều chỉnh theo từng đường nét trên mặt, cho những đường cạo ưng ý. Cạo êm hơn, Vector Plus Speed của Gillette. Cạo thật êm, thêm tiết kiệm. Dao cạo này chỉ 10.000 đồng, một lưỡi chỉ 3.500 đồng. Những liệu pháp chăm sóc da chuyên nghiệp có thể giúp giảm các vết nhăn, thu nhỏ lỗ chân lông và làm da tươi tắn hơn. Hãy trải nghiệm 7 liệu pháp chống lão hóa trong chỉ một loại kem với Olay Total Effect 7-1 mới. Thêm yêu làn da bạn. Nơi giữ ngôi nhà thơm mát làm bạn tốn nhiều công sức. Hãy dùng sáp thơm Quẹt mới. Chỉ cần mở nắp, hương thơm quý phái sẽ lấp đầy không gian nhà bạn và lưu mãi suốt 30 ngày. Sáp thơm Quẹt mới, tươi mát làm sao. Redmus diệt sạch mũi dán và côn trùng, hoàn toàn thân thiện với môi trường. Redmus mới, không mùi, với hiệu quả dũng mãnh, hoàn toàn dễ chịu. Red diệt chết côn trùng. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các bạn hãy nhớ, miễn dịch sức khỏe vẽ nên thành công. Milix với hệ Pro Plus vượt trội, kết hợp từ probiotic ABC giúp chống lại các vi khuẩn gây bệnh, cho bé hệ miễn dịch tự nhiên khỏe mạnh. Milix cho bé khỏe mạnh và thông minh hơn. Én về xuân sang đi. Sắc môi thiên thần. Hãy thưởng thức Zorok, một loại bia hương vị độc đáo chưa từng có trước đây. Zorok kết hợp hai loại lúa mạch khác nhau để cho ra đời một vị bia hài hòa nhất. Với thành phần thiên nhiên tinh khiết, Zorok đậm hương vị tự nhiên như chính thiên nhiên. Zorok, một loại bia tuyệt hảo, bạn cứ muốn thưởng thức và thưởng thức mãi. Chất lượng bia tuyệt hảo nay có trong lon mới, giá đặc biệt chỉ trong dịp Tết. Đây là cuộc sống thường gặp. Girlfriend waits, the boyfriend's late. Bouncer standing at the gate.